có một con nữa. Ấy ấy, cà ve đến rồi. Của tao, của tao, của tao. Cà ve đâu rồi? Trên nóc kìa. Con này bản đuôi to phết nhỉ? Hay lại xòe? Em đeo rõ. Đấy, hót xe bàn đuôi to với này rồi. Em có nhìn clip của em rõ. Nhìn con chim nhìn thấy kìa. Em nhìn xa thì thấy đuôi nó lúc nào cũng thế. Vừa nãy con mái xuống thì nó xè này. Đấy, hôm nay cùng cả. Hót đây là hót ở đây này. Có con nào ở đâu nhỉ? Đây, ngay cái ổi đấy. Cái ổi kia đó không có con à? Ờ. Đổi đuôi nó phải để sang tuần. Vừa đánh con này, nếu mà đánh được con này thì nghĩ lượn luôn. Đàn này nó mấy con nhỉ? Anh mà lại xòe cái lưỡi kìa. Sắp chết rồi. Chết chắc. Đấy, xòe rồi. Con này cũng chắc xòe đi. Nhìn bản đuôi khá to hết đấy. Xòe mềm cũng chưa hẳn đâu, không phải xòe mềm đi. Được cái nó cũng nhạy trăm rồi. Đấy. Đấy, anh nhìn thấy đuôi xòe đấy, đúng không? Đấy bạn, còn quá. Trên này, trên này. Oanh này, oanh này. Đi chân lạnh toát. Hơi gió. Chim thử ra đấu lắm. Hàng thịt. Để sáng to. Oanh. Tú bổi đâu rồi? Đúng rồi, không mang. Ở đây nói đến tú bổi nó không mang thật không? Đã đây chết đéo đâu. Lấy đùa ở đây tặng có túi rồi. Đã chết đéo rồi mày đây còn nhăm nhăm cái túi bộ. Đi mẹ con này chết chắc. Nhưng nó sút trượt thì sao? Sút sập trượt thì sao? À đấy nó đen. Đấy cứ từ từ mình không, cũng không, không đen được đâu. Con này nó đá nó phải phạch 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 mấy cái. Nó lao từ dưới lao lên. Nó mới chết rồi. Clip thương sinh động. Sút. Rồi, mày câm mồm mày đi xin xin nó bay mất đây rồi. Đừng cứ như mẹ mày chim. Cứ như chim thuần lắm bằng. Ấy, 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 cúi rồi. Ôi, chúng ta tưởng nó chết rồi đấy. Im, lung, 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 trật tự. Lại như vậy. Cứ tưởng nó nhảy. Đây, quả này, quả nhảy à. Sáng bám bám bám, bùm, 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 bùm. Chết sớm đi rồi. Nhanh lên đây, đổ đi. Đang lên rồi đó, nhìn cái lúc vừa đang định nhảy lên rồi. Nó lại lên cái cành vừa nãy. Éc éc. Đang ngó rồi. Chuẩn bị éc éc rồi. Chú ơi, còn đâu, nhìn nó. Còn con đây. Lên này, thấy chưa? Con này chưa căng hết. Nhưng mà phải bẫy được con này, không bẫy được con đấy. Có con nào như ngay bên cây xoa này. Đấy, ngay cây xoan đây rồi. Đúng không? Đấy. Ôi, bắp. Đéo giờ có nhảy luôn ở đồng rồi. Thấy chưa? Đấy, bọn đang chơi. Trên này, trên này, trên này. Gió quá. Đã chuẩn bị để ra mùa chim rồi. Gió quá, gió quá. Trên này kìa. Đây nhảy sang. Nó nhảy từ đấy xuống luôn. Tao sợ lại bám vào lồng. Xòe đấy anh ạ. Em tưởng nó hót, xòe đuôi ra đấy. Đấy, chết này. Chết, chết này, chết này. Kết thúc. Mày chuyển đi chuyển lại ở đâu rồi đấy? Mày càng chuyển đi. Bắp. Sút, ôi mồi đang rổ lưới rồi. Nhanh nhanh không được, mồi đang mổ lưới này tự sập bây giờ. Đấy, mày thấy nhìn thấy mồi đang mổ chưa? Mồi đang mổ rồi. Đấu lâu là mồi hay thế đấy.
Mồi đang hấp rồi. Chết rồi. Chết rồi. Búp. Nhìn cái nước dưa này sắp chết. Rồi, xuống. Đúng thiếu mỗi trái như hôm qua nha. Nên chơi cũng giống kiểu hôm qua rồi, vầy vầy cánh. Tí thôi, tao hết cả clip. Quên là không tắt cái chế độ cạnh ở đây rồi. Bây giờ chắc bật vẫn kịp. Nó không thù bên cạnh à? Ừ. Nó giảm đi. Thế phải lời to hơn. Giật. Sao mà đeo sút nhỉ? Đéo biết. Sút. Cà phê. Lắc lư nhỉ? Cà phê đéo ra. Chắc cà phê theo thằng khác rồi. Thằng này chuẩn bị xóa ngôi. Chết rồi. Nhảy rồi. Bập. 3, 2, 1, bầm. Sút của lại là một mầm đấy. Thạch đấy. Mất hình ngay. Đấy, giọng nó đấy, nên đủ giọng hay phết đấy. Nhà yeah. Chết. Phải chết cái này, một thằng em dẫn đi toàn chim nó nhăng, bán được toàn triệu. Chết. Ít mợ cả mày. À, không được chửi bậy. Chửi bậy thì trên YouTube là xóa kênh. Chết. Đéo xem nữa.